bướm thợ bên Canada qua. Đây là thật xanh. Đây là thợ Việt Nam. Mà còn hai người ở Mỹ là chỉ theo lệnh của hai đầu bếp chính. Toronto Center đàng hoàng. Con bảo phải mướn ông từ bên Canada qua thử đúng không con? Thôi ra đây. Thì có khó không? Sao mình không có lấy hột lựu qua để vô cho nó đỏ đỏ? Yeah, đổ vô nó đẹp. Sao mình không có lấy hột lựu qua để vô cho nó đỏ đỏ?